em làm 12 hay 15 lên? À, 12 nha. Ở đây là khách hàng ăn 12 nha. Xin chào các bạn, hôm nay Kang Go Food sẽ giới thiệu cho các bạn một tiệm bánh mì chim cút rút xương hay các bạn, rất là ngon ở quận 9. Tuy bán ở lề đường thôi nhưng mà quán này đã bán nên được 18 năm rồi các bạn. Thì chúng ta cùng vào trong xem món ngon hay không. Đây là bánh mì của hai cô chủ của các bạn. Ngày bán khoảng 300 mẫu. Đây là quán bánh mì chiên cút của các bạn. Bán được là 20 năm rồi. Ở quận 9 trên đường Trần Hưng Đạo. Chị, cái này bán lẻ là bao nhiêu một con vậy chị? Chị bán 12 ngàn, 14 ngàn. Có hai loại giá vậy thôi, nhưng mà hôm nay là hoàn toàn 12 ngàn. Hôm nay không có các bạn nữa. Yeah. Nếu mà bán lẻ chim cút là giá từ 12 đến 14 ngàn nha các bạn. Đây là cút bằng nhỏ ra chị? Cút đó là lấy xương ra rồi để làm bánh mì. Còn ai mà muốn lấy con thì chị làm cho, thì chị lấy xương sau. 5-6 người tốt nào rồi. Đi là vào cái tầm thứ hai á. Một con dày này là 12.000 đồng này. À. Đó, 12.000 đồng. Con này là 12.000. Con 12.000 đó. Đó một cái dày là 12.000. Nói chung là vừa ăn là ngon. Nói chung là chị ở đây chỉ bán giá bình dân, chỉ bán số nhiều thôi. Ngày mình bán khoảng buổi tối chỉ bán khoảng 300 con. 300 con buổi khoảng 200 ổ mì. Vậy đó. Là chị bán trong vòng là từ 4 giờ đến 9 giờ đến 9 giờ rưỡi thôi, là mấy tiếng đồng hồ thôi. Yeah. Nếu mà khách hàng mà tới trễ quá, sau 9 giờ rưỡi là chị dẹp chị nghỉ rồi. À, vậy đó. Đến thời gian điểm đông khách người mua nhất là? Đông khách mua nhất là bắt đầu từ 4 giờ rưỡi là đến khoảng 6 giờ, cái thời gian đó là cao điểm. À, vậy đông khách tới nhiều, có đời nó làm kịp không chị? Là làm, có khi là khách phải chờ một chút. Tết. Yeah. Đây là cái phần thịt mà đã lấy xương ra hết rồi. Liền
anh làm cái nước này là nước gì anh? Cái này là cái tương ớt. Tương ớt để tự làm luôn. Để ăn với bánh mì hả anh? À, vừa ăn với bánh mì, mấy này sở thích ai chấm cúc, mấy này tương ớt thì người ta ăn tương ớt. À, tương ớt với muối á, cho người ta thích ai chấm thì chấm anh hả? Ừ. Ờ. Phần anh chuẩn bị thôi. Cái phải làm sẵn hết chứ cần đến lúc mà khách nó đến đông là mình làm không có kịp. Món này là đồ chua bỏ vô bánh mì đúng không anh? Đồ chua, gỏi. Đủ mấy này cà rốt luôn. Là tự nhà mình làm luôn cho anh ha. Nói chung là tương ớt nhà cũng tự nấu luôn chứ cũng không có đi mua ở đâu hết. À, dạ. Tự làm. Ngày bán là khoảng 200-300 con chim cút hả chị? Cút này thì đi lấy ở đâu? 200. Lấy tỉnh nào hay là chị lấy ở dưới, nói chung là ở bây giờ ở thành phố là không được nuôi nữa rồi, người ta không có cho nuôi. Bây giờ là phải đi xuống đặt mối người ta nuôi. Ở dưới Hồ Lai là người ta nuôi trang trại luôn á. Đúng rồi. Ừ, nuôi theo trang trại mình đặt hàng người ta luôn. Này chị lấy 300 con hả? Một ngày là bán 300 con, nhưng mà chị còn giao sỉ cho người ta nữa. Nhà chị thì nói chung chị làm nhiều nhưng mà chị bán lẻ ở đây chỉ 300 thôi. Còn thì chị giao sỉ cho các quán á thì có nhiều lắm. Em chuẩn bị trước hả anh? Mình bỏ rau ớt vô rồi trước thôi. Nào khách tới là mình bỏ cút vô. Khách tới là bỏ thịt vô. Đông, đông khách là mình phải làm trước, người ta không có chờ được. Dạ. Em ơi, ăn cái gì em? Làm sáng hết trước. Không ra đây làm thì nó mới kịp. Cái số lượng khách nó mua đông quá là mình làm không có kịp cho khách. Khách nó bỏ đi. Tất cả phải làm sáng trước.
48 em ơi. Anh hay ăn nhiều ở đây không anh? Anh hay mua ở đây không? Lâu lâu cũng mua hết. À, anh thấy ăn được không anh? Anh thấy có lạ không? Món này lạ không anh? Ăn từ lâu rồi mà lạ gì? À, anh thấy giá ở đây được không? Giá ở đây được không anh? Bình dân. À, bình dân à. Ở nhà là chị ấy tập cho chị thơ chứ ở nhà là chị có làm rồi, nó có thơ chế qua rồi.